Cầu Châu Đốc, dự án trọng điểm nối thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, đang dần thành hình với chiều dài 667m và 13 nhịp cầu. Trong đó, 4 nhịp chính kéo dài 260m, hứa hẹn là cú hích cho hành trình nối liền Kiên Giang và Đồng Tháp. Cấu thành từ dự án liên kết vùng với ngân sách 2.100 tỷ đồng, cầu nổi bật là cấu trúc thứ tư vượt sông Hậu, sánh vai cùng 3 cây cầu kỳ vĩ trước đó. Khởi công từ tháng 3 năm 2022, dự kiến kết thúc vào 2024, cầu Châu Đốc được đầu tư 534 tỷ đồng, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho giao thông với 4 làn xe rộng rãi, thiết kế tốc độ tối đa 60 km/h. Hiện tại, việc kết nối các nhịp chính đang được gấp rút hoàn thành để đảm bảo tiến độ công trình. Với thiết kế bê tông cốt thép bền vững và lan can an toàn, cùng khoang thông thuyền rộng lớn, cầu hứa hẹn sẽ vực dậy không chỉ giao thông mà cả kinh tế địa phương. Người dân địa phương, đặc biệt là anh Thái Thanh Thiện, một trong những công nhân đầu tiên tham gia công trình, đang mong chờ ngày cầu hoàn thành, giải tỏa nỗi lo kẹt xe ở phà Châu Giang.